Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 0,39%, giao dịch ở mức 1.934,6 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay, tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.933,97 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.945,23 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 103,255 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin giảm nhẹ, giao dịch ở 25.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng trở lại, với tỷ lệ tăng là 0,47%, giao dịch ở mức 3,810% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm, giao dịch ở mức 68,240 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy yếu trong khi đồng bạc xanh tăng giá trên diện rộng và lãi suất trái phiếu Mỹ nóng lên. Cụ thể, vào rạng sáng ngày hôm nay, kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo giữ nguyên lãi suất ở mức 5% cho đến 5,25%. Đây cũng là lần đầu tiên Fed tạm dừng tăng lãi suất sau 10 lần liên tiếp tăng kể từ tháng 3 năm 2022 cho đến nay. Tuy nhiên thì Fed vẫn phát đi tín hiệu cho biết từ nay cho đến cuối năm 2023, lãi suất sẽ tiếp tục đi lên nhằm kéo giảm lạm phát xuống sâu hơn nữa. Phản ứng trước thông tin này thì đồng bạc xanh tăng giá trên diện rộng, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng từ 3,78% trên một năm lên 3,85% trên năm và kỳ hạn 2 năm từ 4,64% trên một năm vọt lên 4,8% trên một năm. Giới đầu tư tài chính đã dồn vốn vào đồng bạc xanh và trái phiếu, đồng nghĩa tiền chảy vào kim loại quý này rất ít, diễn biến trên tác động tiêu cực đến giá vàng phiên ngày hôm nay. Trước sức ép của đồng bạc xanh và trái phiếu, nhiều người đã bán vàng ra để thu hồi vốn. Như vậy là chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng trên thị trường thế giới rơi thẳng đứng từ 1.960 đô la Mỹ trên ounce xuống chỉ còn 1.940 đô la Mỹ trên một ounce vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày hôm nay 15 tháng 6. Tuy nhiên thì đà giảm chưa dừng lại ở đó và tiếp tục đến thời điểm hiện tại giảm xuống chỉ còn 1.934 đô la Mỹ trên ounce. Về mặt xu hướng của giá vàng thì trong một cuộc khảo sát gần đây trên Kitco, đa số các nhà phân tích dự báo vàng sẽ tăng trong tuần này. Dù vậy thì trong ngắn hạn, vàng vẫn đang chịu áp lực bán chốt lời và đà tăng bị cản trở bởi kỳ vọng Fed sẽ chưa kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Vàng được dự báo khó vượt ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên một ounce trong ngắn hạn. Đại diện của Blue Dollar Future cho rằng thị trường còn nhiều tiềm ẩn bất ổn. Vàng cần qua các ngưỡng cản quan trọng trước khi vào một xu hướng tăng mới. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhân bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều nằm trong xu hướng giảm. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng. Mua vào ở mức 66,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,07 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 66,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng nhận bục số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 55,50 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 56,45 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Đối với thị trường tiền tệ thì tỷ giá trung tâm sáng nay, ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.700 đồng trên một đô la Mỹ, không có điều chỉnh về giá so với phiên hôm qua. Còn với giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì cũng không có điều chỉnh khi mà được mua vào mức 23.300 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.670 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào ở mức 23.480 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.580 đồng trên một đô la Mỹ. Hiện tại thì không có điều chỉnh về giá sau khi mà tăng 30 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SCC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.647.000, bán ra 6.703.000. Mi Hồng SCC mua vào 6.650.000, bán ra 6.685.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.635.000, bán ra 6.675.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng được điều chỉnh giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 cho đến 660.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.707.000. STC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.647.000, bán ra 6.710.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.645.000, bán ra 6.707.000. STC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.707.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này tiếp tục được điều chỉnh giảm trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.550.000, bán ra 5.645.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.550.000, bán ra 5.655.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.535.000, bán ra 5.605.000. Cùng giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.429.5 nghìn, bán ra 5.549.5 nghìn, giảm 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.019.2 nghìn, bán ra 4.219.2 nghìn, giảm 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào 3.083 nghìn, bán ra 3.283 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.152.5 nghìn, bán ra 2.352.5 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.